sao hai cái tấm này nó khác nhau không sao? Dạ, nó không giống nhau đó, cũng như mà đàn ông với đàn bà như vậy đó. Cùng một cái thời điểm. Dạ rồi, không sao ấy, giờ để con chuyện thấm nước. Dạ dạ, con chuyện thấm nước ấy. Cái này theo ông Sáu là ông Sáu cũng dẫn. Sáu có thể chia sẻ cho con à? À, đem cho mấy cháu coi ha. Dạ, dạ. Rồi. Ba đời rồi. Wow. À, đời ông nội tôi hắn là quy với Đức Phật thầy. Dạ. Tới đời tía tôi qua đời rồi ổng mới giao lại cho tôi nữa là ba đời. Dạ. Nó. Tôi tính là đi mua đi đặt hai cái khuôn nặng mà tôi mà đem về nặng mà tôi vô khuôn nè. Dạ. Cái này chữ nho không mấy cháu, thành ra tôi không biết nữa. Cái này có cái ý nghĩa gì ông Sáu có thể chia sẻ con? Cái này ý nghĩa này là mình quy y với hồi đó ông bà tôi quy y với Đức Phật thầy, rồi Đức mẫu người mà quy y Đức Phật thầy mới cho cái lòng phái này. Dạ. Mà xếp lại đâu mà mai bằng vải nó đeo vô cổ. Dạ. À, người nào cũng có cái lòng phái này đeo vô cổ làm cũng như mà quy y với thầy. Còn sau này mà tín đồ của thầy mình cũng có sẽ tín đồ gì. Dạ. À, cũng có sẽ tín đồ đang mấy cháu sau này không có chứ hồi mà đạo Phật giáo đó người nào cũng có sẽ tín đồ, chính tôi cũng sẽ có sẽ tín đồ của thầy nữa. Có cái khăn ở cái khăn bữa đây này, khăn đây này đó, đó thầu nó ướt nè, lau khô nước. Sau này mà mình tín đồ của thầy cũng có cả tín đồ của mình. Cái này giấy mà này giấy nào trước mà giấy mà giấy vàng mà cũng là tốt, còn tới bây giờ cũng là còn nguyên hiện cũng là quý dữ dằn. Theo ông Sáu chia sẻ là cái này ba đời không Sáu? Ba đời thì đời ông nội mà nội tôi rồi tới đời tía tôi rồi tới đời tôi mà còn giữ nè. Dạ. Là ba đời rồi đó. Là cái ấn với cái chữ trên này là của ai không Sáu? Cái này của Đức Phật thầy ấn mộc không à. Dạ. Nó đó. 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 Cái này là mộc nè. Ừ. Mộc của Đức Phật hồi đó mà tà là chữ nho không à. Ông Sáu có thể mấy cái chữ này là có ý nghĩa gì ông Sáu biết không? Không biết đâu. Bây giờ thầy nho người ta đọc rồi người ta dịch ra mình mới biết chứ, người ta biết chứ còn mình bây giờ đâu có biết chữ nào đó ra cái nghĩa gì đâu có biết được. Bên đây là sao sao cũng một miếng như vậy đó. Dạ. Hai miếng bị ông nội bà nội tôi với Đức Phật thầy đó. Là theo ông Sáu thì là hai cái tấm này khoảng vài trăm năm không Sáu? À, trăm mấy 200 năm rồi đó. Thì đời ông nội tôi là tới đời tía tôi rồi tới đời tôi đó. Đó. Giấy vàng là trước giấy vàng nè. Vàng giấy này cũng tốt nha. Tới giờ còn là. Khi mà cái người mà tín đồ mà muốn quy y với Phật là phải quy y với Đức Phật thầy phải mà có cái cho cái giấy này. Cái giấy này. Ờ, mà về cái mai cái thẻ xếp lại mai cái đằng đeo vòng cổ. Dạ. À, đeo vô có khi mình tắm rồi mình lột ra trời cho nó ướt á rồi mình tắm rồi nên là đeo vô cũng như mà bây giờ sau này mình tín đồ Phật của thầy đó cũng có thẻ tín đồ đó. Yeah. Cái này của Đức Phật thầy này. Cái này kỷ niệm ba đời đó, cái này để kỷ niệm ba đời đó. Tôi nói để tôi mà đặt hai cái khuôn à, hai khuôn mà à, hai khuôn nhôm á ngoài tôi vô khuôn treo lên này cũng có ba cái mộc luôn ha. À, ba cái mộc. Dạ. Ừ. Này mộc cũng bằng chữ nho không à. Dạ. À thành ra mình không có biết được.
ông Sáu cũng không có tìm hiểu cái chữ nho là cái nghĩa gì. Dạ chưa, bởi vì mấy cháu mà mới gặp Tướng Dũng ha, mà nó tới đây tôi mới khoe nó biết là thứ nhất thôi. Dạ. À, với mấy cháu là mới biết là thứ nhất thôi, chứ hồi đó giờ tôi cũng chưa có đem ra nói với ai cho anh đợi. Bởi cái này là cái kỹ vật của ông bà mình để lại. Khó có ai mà còn giữ được hết. Dạ khó có ai, nguyên mà xóm này chưa có ai còn giữ mấy cái lòng thái này của Đức Phật Thầy Tây An hồi trước đó. Cái qua thời gian giấy nó vẫn còn. Dạ vẫn còn. Như Đức Thầy á, người mà tu sĩ đó quy với Đức Thầy đó có nhận được cái tấm này. Không có hồi đó quy y với Đức Phật Thầy thì phải có lòng khá người ta. Dạ. Còn sau này mình quy y với thầy mình đó thì có mà có thẻ tín đồ, cái thẻ tín đồ đó, cái thẻ nhỏ thì là ông Sáu có thẻ không? Thẻ mà đều bỏ mất rồi đó, tôi có thẻ đó đang đợi thẻ tín đồ bỏ sau này bỏ mất rồi đó. Còn y nguyên ha. À, còn y nguyên giấy này, giấy vàng mà thật là tốt. Mà còn chữ này nó cũng tới giờ cũng còn không lem luôn không sao? À, không lem luôn. Chữ này phải của Đức Phật Thầy ghi không á? Sau đó mình cũng chưa có nắm vững được sao? Dạ. À, mình không biết ổng ghi nha, là đệ tử ổng ghi mình cũng thí dụ như mà đệ tử ổng nói là cho đệ tử ổng ghi mình cũng đâu có rõ được. Dạ. Ví dụ này. Sao ổng đỡ cái tay lên cho con quay. Cho con quay cái tấm ở dưới. Sao hai cái tấm này nó khác nhau không sao? Dạ nó không giống nhau đó, cũng như mà đàn ông với đàn bà. Dạ. À, như vậy đó. Cùng một cái thời điểm. Dạ rồi. Không sao ấy giờ để con chuyện thấm nước. Dạ dạ con chuyện thấm nước ấy. Cái này theo ông Sáu là ông Sáu cũng vẫn giữ hoài luôn tới cái đời đời cháu tôi, đời con tôi nó cũng còn. Dạ, dạ. Còn nhớ ông Sáu, con nghĩ này là mình vô cái khung để mình ship ra ship vô chứ nó gắt đâu sao? Dạ tôi tính mà đặt hai cái khung. Dạ. Hai khung mình nhôm đó, hai khung nhôm đó chứ mỗi lần mình ship ra ship vô vậy là nguy hiểm lắm bởi vì giấy nó quá mỏng. Dạ. Mấy trăm năm mà tờ giấy còn nguyên. À, tờ giấy còn y nguyên. Là gần 200 năm hả ông Sáu? Ừ. Đấy phải vậy. Đức Phật Thầy đây là thầy của thầy mình. Dạ. Ông chuyển kiếp đó. Chứ phải thường đâu. Quá lâu, mấy này thật sự quá lâu. Mình xếp vô vậy cho thấy vậy là nó hơi bị ấy rồi đó. À, nó sai trên lại rồi đó. Dạ. Thôi kệ ông Sáu xếp đỡ vô đi rồi nữa cái mình lấy ra lần nữa ông Sáu ơi. Chứ đi sửa sửa tới sửa lui rồi nó nguy hiểm. Dạ. Anh cho mình xếp cho vô nó trên lại liền. Dạ. Nó hô vô nếp. Tôi nói để vô đặt hai cái khung giam. Còn nó hồi đó ha, mấy cháu tôi mấy nhỏ con nói thôi ông nội ông giấu vàng rồi thằng thì ở gói này có vàng ông nội đó. Nó nói vậy không đó, nó đâu có biết hai cái này là kỹ vật gì. Nó nói tôi giấu vàng không, cái này còn quý hơn vàng nữa đó. Vàng có được chứ này không có được không? Dạ vàng mình kiếm được chứ cái này mình dễ kiếm đâu. Kỹ vật, cái vật của ông bà mình để lại mà. Tính như là ba đời hơn, có hơn 200 năm hả ông Sáu? Dạ ba đời hơn 200 năm ít rồi. Bà Sáu mắc lâu chưa ông Sáu? Mắc năm nay 2 năm mấy hả? Dạ. Nói chơi mà đức ông đức bà tôi biết rành hết trơn thôi, tôi lớn rồi. Nó đức ông là đức bà phúc hậu dữ dằn đó, hơn đức ông đó. Rồi
rồi Đức Ông hồi đó mà Đức Ông nói bà đáng tu đi nữa, bà cho tôi mà nếu giặt áo bà vậy ha, để các ông nói bà vậy ha, là cái thầy nằm võng á, thầy ngồi vậy liền, thầy nói mà nữa ông chết trước ông nếu ai ông cả, thì Đức Ông chết trước trước bà đó. Mấy cháu biết cái màu nhiệm của thầy dám biết là trời 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 nè, nó ông chết trước rồi ông níu am cả. Sao mà thầy lại kêu Đức Ông mà ông cả thì rồi mà ông cả thôi bà cả thôi chứ dạ, không có kêu ba má mẹ gì đó thầy dạ. Thầy đó cũng như cái mượn xác mà. Cái thời điểm mà thầy còn ở tổ đình là ông Sáu còn nhỏ không? Còn nhỏ dữ lắm, chứ còn Đức Ông, Đức Bà tôi biết rành lắm. Với cô Năm Biên á là em của thầy á, tôi cũng biết rành dữ dằn lắm. Cô Năm Biên thì cái tánh thương người, thương con cháu rộng rãi dữ dằn lắm, cô Năm Biên á. Bây giờ tôi á, hồi đó tôi với bà ở nhà tôi cũng còn nghèo á, rồi mà trồng dưa hấu đất lúa mùa trước á. Rồi bà ở nhà tôi bà nói thôi để xuống bà mình mượn chút đỉnh mình viện làm vốn làm ăn á. Rồi cái hôm nay ai biết gì bà đi rồi bà đi cái bà xuống bà hỏi mượn rồi cái Đức Bà biểu Biên cô Năm Biên đó mày vô mày lấy cho nó 1000 bạc toàn 1000 bạc hồi đó thật là lớn lao dữ dằn lắm sao 1000 bạc hồi trước á mình cái đời tôi hồi đó còn xài xu xài cắt nữa cho hai sao 1000 bạc lớn lao đó. Vì giờ nó là mà mua phân mua món đồ này kia làm ăn này kia bả nuôi con heo nữa mà chưa hết 1000 bạc mấy cháu tính đi rồi em bán vô rồi nó đem xuống trả đem bà nhà luôn đem xuống trả rồi bà nó thôi tao cho mấy bà tao không lấy tao không bà cho 1000 bạc bởi vì tôi nói với bà tôi nói nhờ cái đức của bà mình làm ăn nó khá càng ngày càng có ăn hoài không sao nên là bà đừng lo nhà cái phúc hậu của bà tốt quá dạ 1000 bạc đâu quý dữ dằn bởi vì mấy bạn Tướng Dũng vợ chồng Tướng Dũng nó ông có cái căn viên với thầy tổ dữ dằn ông Sáu ông bà Sáu thì cháu ruột của Đức Thầy còn ông thì cháu rể của thầy bởi vì hai cái chân dung của Đức Ông Đức Bà tôi có đem về tôi có để nó bà biểu bà nhà tôi bỏ biểu bà nói thôi ông quà hai cái chân dung của ông với bà đem về mình để làm kỷ niệm quà hai chân dung mình có cái vật nào của Đức Thầy không? Không có, bây giờ tôi còn cái bình lục bình á của bà cho bà ở nhà tôi đó, bữa đó tôi có đem ra cho Tướng Dũng đó, nó coi rồi nó để tôi cầm đâu mà nó quay kia lên cho mình lên cái lục bình đó là nó nhiều cạnh nó để đâu mà đựng nước đủ đó của bà Đức Bà đã cho bà ở nhà tôi rồi bà xách đinh giờ để tới giờ còn kỷ niệm mà ai mua nhiều cũng không bán cho Tướng Dũng nó thôi để con 10 triệu đi ông giáo rồi nó mày mua như tao không bán ông sao có thể cho con coi đây nè cái lục bình đó này, làm đây nha bằng kỹ tinh cái này của bà này của Đức Bà cho Đức bà 16 ha cho bà ở nhà tôi đó còn kỷ niệm tới giờ luôn đó còn y nguyên không sao dạ còn y nguyên bởi vì nó không mà nhiều cũng không bán hay đợi đại vậy thôi em để cho hang dạ 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 nó còn cái đó là chân dung của ông với của bà đó mà cho anh thầy đó thằng sinh của thầy á Đức Ông với Đức Bà đó. Ở dưới là của ai không? Của ông già là già tôi. Ông già là già tôi đó. Tại vì mình học không phải ở dưới rồi. Ông dưới Đức Bà ở trên phải rồi.
nước đi ông sáu. Tại vì mẹ cụ đời này nói chưa mình cũng ráng là tu mấy cháu rồi, nó sẽ ra nó không còn mà lâu nữa. Thầy nó bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu. Thầy nó hăng, bấy lâu nay thầy nuôi dưỡng mình chắc chiêu thầy mình giữ dằn lắm. Nay tận diệt tận lập đời trở lại thầy nó tận diệt. Không phải nó không cấp thế giới biến gì thường hải dùng hết màu đang làm lại thượng quan thì sinh cơ cũng rõ trăng. Như hiện tại giờ phải là bệnh trời không? Giờ bệnh trời đó, dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây đó. Bệnh này là bệnh trời ban đó, đừng á, bởi vậy mà đau không thuốc uống mà bệnh này không có thuốc gì mà uống hết trời á, mà chích ngừa cũng không hết luôn đó. Phải không? Nó ra thuốc ngừa là chích ngừa biết bao nhiêu đó, mà cũng lan tràn tới càng ngày càng tới hoài ở thành phố bây giờ dữ dằn không phải? Thành phố Hồ Chí Minh đó. Bởi vì thầy nó đời cùng là tu gấp kịp thì, thầy nó đời cùng rồi đó, tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Tôi nói sau này nó còn một cuộc mà chiến manh giành xé nữa, thầy nó còn một cuộc chiến manh giành xé đó. À, mấy ông hỏi mấy ông giành xé ở đâu ông cháu à, chiến manh là mấy ông nói chiến mình chạy ra cúng đó hả? Tôi nói trời không, không phải cha ơi, thầy nó chiến manh là chiếu sáng cả thế giới luôn. Thầy nó còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu ó ré một nơi đó, dòm xem châu ngọc chiều môi sao đời không sớm tắt rời cõi mê. Nó thầy không biểu mình đó. Đỡ đến lúc thảm thê thê thảm mắt thầm thần nó trường lãm với ai. Thầy nói còn một cuộc chiếu manh giành xé ở miền bãi núi mình đó, khắp hoàn cầu ó ré một nơi đó, dòm thấy là châu ngọc mà dòm xem châu ngọc chiều môi mà sao đời không sớm tắt rời cõi mê. Thầy nói mà nữa sao cái miền bãi núi mình là mà lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung đó nó dành cho cả lòng trung chánh trực quân cùng thần nó nức vui tươi, nó liên qua đua nở nụ cười rước tôi lên đóng chào người chân tu đó, mình tu ngon lành đi nữa rồi mình lên tới đó rồi mấy ông chào mình liền rồi nói mình tu ngon lành đi nữa lên tới đó rồi ông chào liền chào người chân tu mà chứ không đâu mày ráng tu đi. Thầy, bây giờ tu có kịp không sao? Kịp, bây giờ tu còn kịp. Thầy nói bây giờ tu còn kịp, là trường thi chưa mở, trống chưa thùng. Chừng nào trống quánh ha, là kể như bế mạc cuộc thi rồi đó. Cũng như mà xong, cũng như mà nuốt nổ đó ha, là kể như rồi đó, bế mạc cuộc thi đó. Thầy mình học đây là học Phật tu nhân, mà mình còn học bài đâu rồi nữa, mình thi nữa. Chứ phải thật đó, bởi vì bây giờ tu còn kịp. Bây giờ mấy cháu tu cũng còn kịp thật trơn, chưa có ấy đâu mà mình ráng trở chân đó. Thầy nó trở chân cho kịp Long Hoa. Long Hoa có mặt mới là hiền nhân. Rồi thầy nó trời đã hoàng hôn rồi mau chợt tỉnh đi. Là thầy cũng nói mặt trời muốn lặn rồi, là thầy nó cái cuộc đời này nó cũng muốn hết rồi đó. À, thầy nó giác cho mình biết ha. Trời đã hoàng hôn mau chợt tỉnh, tìm đèn trí huệ đặng lánh thân ra. Nó thầy ông nói cho mình biết trước hết trơn, tại mình bây giờ cái cuộc này cuộc đời này bị cái đời văn minh đó, mình quá say mê nó, chứ còn thầy ông cho mình biết cái cuộc đời này hết trơn, tại mình bị mình quá mê, thành ra mình là và không có thoát khỏi cái luân hồi sáu nẻo. Thầy biểu mình luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra đi đó, thầy cái luân hồi sáu nẻo này thầy biểu mình khôn lần bước ra đi, đừng có ở trong luân hồi sáu nẻo này nữa, lên lên xuống xuống hoài à. Bởi tôi nói nhiều ông đạo á, ngồi lại với tôi mà nhiều ông đạo mà cũng ngon lành mà còn móc thuốc rồi ra hút ha, tụi nay như vậy là chết rồi ha. Thầy dạy mình tu đặng giải thoát về Tây Phương, ở Tây Phương đâu có thuốc hút ha. À, đó mà đây nè, tôi nói giác cho mấy ông nghe đây nè, máy của mấy ông nè còn ra khói bô nè, cái dốc về Tây Phương cao dữ dằn lắm, mà máy của mấy ông ra khói lên dốc không nổi đâu. Cũng còn phải ở thế gian nè, chừng nào mình mấy ông làm máy là cho ngon lành đi, đừng ra khói bô á, lên dốc Tây Phương mới nổi. À, bởi vì tôi nói với mấy ông ở Tây Phương á, đâu có tham, đâu có sân, đâu có si, mà mình còn tham, còn sân, còn si á, thì mình về Tây Phương không được đâu. À, cho mấy đồng đạo mình biết. Cái lần đó, thì nó phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ này đó. Tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ này. Thằng tham, thằng si, thằng sân này đó.
nó ngặt nghèo lắm. Nó là ba cái tam độc đó, tham sân si này, thân khẩu ý cũng là nó nữa, dữ dằn. Thầy nói mà chúng sanh nên trồng quạt ba tiêu, chữa quả diệm ra tâm cho tắt ha. Má ông hỏi quạt ba tiêu mình làm sao mình tầm được cái quạt ba tiêu. Tôi nói dễ ở, mấy ông tầm dễ ở ha. Mà tại mấy ông không muốn tầm, nó không chịu tầm. Chứ cái quạt ba tiêu có gì đâu lạ, đó là cái chân lý của thầy, là kinh lực của thầy đó. Nó thầy biểu mình tầm đó, cái đó là cái quạt ba tiêu đó. Mà chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm ra tâm cho tắt. Mà bây giờ tôi nói với đồng đạo mình xài quạt giả không, chưa có quạt thiệt. Thành ra cái chữa quả gì mình không tắt được, mình quạt nó cháy hoài, nó còn cháy hoài. Chứ phải mà mình cầm được cái quạt thiệt á, là kể như nó dập tắt cái được cái quả diện sơn. Tôi nói cái quạt thầy nó quạt ba tiêu là cái chân lý của thầy, nó cái kinh lực của thầy. Thầy ra động mà cho mình là mình dạy mình động mình tu hiện động mình dập tắt cái quả diện sơn đó. Chứ đâu có mà quạt ba tiêu nào bây giờ, hiện giờ đây quạt ba tiêu gì nữa đâu đó. Trời ông sáu sao ông biết, chúng nó không biết sao được hả. Ở cái tu này nó liền với chữ hành đó nhá, hành bất chánh người đời ta mới nói. Vậy cái cuộc đời của ông á, ông ngoài đời nhà ông thả mãn hết trơn, chính ông là trưởng đoàn dắt đoàn đi Tà Lơn nè, đi mấy năm trường chứ phải đi mà một hai chuyến đâu, đi tới thủ đô Nam Giang luôn nữa. Mà ông không nhiễm gì đó, đã thể tình ông không nhiễm đó. Phải ông nhiễm như người ta không chừng cuộc đời ông tiêu rồi, không còn sống đến ngày giờ này. Cái bà hậu cần theo tôi, bà nấu cơm cho tôi ha, bà không chồng không con độc thân đó. Mà nhất định tới ngày nhà tôi nghĩ rằng là tôi không có mến tiếc bả cái gì đó, chia tay luôn cái mẫu còn không có nói năng cái gì đó nữa. Bởi vì tôi nói mà thầy nó cư trần bất nhiễm mới là người thánh, thầy tình mình đừng nhiễm lãng tục đừng mê mới chứng bực thiền. Tôi đi dắt đi bà con đi Tà Lơn á là mấy năm trường, còn ở miền Nam này tôi đi cũng đều trời hết trơn, dắt bà con đi đều trời, đi tới Hòn Đá Bạc ở dưới Cà Mau tôi có đi hết trơn. Rồi tôi nói thôi thả mãn cuộc đời mình, bây giờ mình thôi trụ lại ở nhà lo tu hiền, cúng lại tu hiền niệm Phật. Chứ tuổi lớn là mệt lắm, đi mệt lắm, mỗi một lần đi là kể như lo lắng cho bà con đó, là thức đêm thức hôm mà đủ chuyện hết trơn hết trơn, chứ phải thương đó. Mà mình cái đó là mình nghĩ mà sao là cái đó là mình còn danh lợi đó. Thiệt tình tôi nói mà phải tôi dắt đoàn đi mà tôi mà danh lợi ha, tôi giàu dữ dằn lắm, tôi không ham danh lợi. Miễn đừng có lỗ là được rồi, miễn còn lời được 1-2 triệu bạc hay gì đó. Về rồi tôi mà đi tới đi luôn là tôi đổ xăng này kia, tôi đi rủ ra bà con đó là tới tiếng này cũng không còn cách nào đó nữa. Để tôi nói nếu mà tôi danh lợi là tôi giàu lắm, người ta dắt đoàn đi người ta giàu dữ dằn lắm, mà tôi dắt đoàn đi tôi không có giàu. Trước đó, đức thảo thầy mình không hiểu tu tại Tà Lơn, tại trung tòa đó. Ở đức thảo thầy mình tu ở tại trung tòa Tà Lơn là 9 năm. Mà cái nói lại đức thảo thầy là cái lịch sử nó là ngày lên đó là ngày ăn trái cây với uống nước suối không mà chịu 9 năm trời. Còn mình nhịn đói một bữa mình than gian rồi này kia rồi ngày ăn 9 năm. Hồi đó rừng rú không mà đâu có gì, đâu có gạo thóc đâu gì ăn, ăn trái cây với uống nước suối còn 9 năm trời. Rồi sau ngày này mới về ở mà núi Sam mình đó, mà mới là dương tịnh ở tại đó. Bởi vậy mà thầy nói mà khùng thờ quê ngủ núi Sam, chứ còn điên thì chẳng có chùa Am dưới này. Khùng là thầy Đức Phật thầy đó, còn điên là thầy mình đó. Khùng thờ quê ngủ núi Sam, còn điên là thầy mình đó, là trò. Tôi mà còn ham cho được giàu sang với quyền trước là tôi vô thế nữa sao, nó sẽ thành không có chạy đường nào thoát hết đó. Tôi mà thấy càng ngày càng giàu đó là tôi đó không có thiệt tâm rồi đó. Mà chịu ti tu hành phải chịu chữ nghèo nàn, thầy nói mình tu là phải chịu nghèo, chứ mình tu mà giàu sang là mình tu giả dối, chứ không có nói năng gì cả. Này nè, tôi mới đem về cái thùng giảng đó là 2 triệu bạc đó. Còn mà gửi gì mình xứ ở dưới đó. Còn mà 150 cái áo cúng nữa,
150 áo cúng là 30 tới tôi lấy 50 nè, còn 100 nó mai chưa kịp. 150 áo cúng nữa. Thì gửi gì mày thứ 10 thứ 11 ở dưới. Ông Sáu có coi tin tức là cái mặt trời máu xuất hiện không Sáu? Không có coi. Yeah. Mà không có coi tin tức cái vụ đó. Mặt trăng máu đó. Dạ, dạ đúng rồi. Nó có lên mà chỉ huy nó có lên ngoài chứ. Thôi được rồi em sao?